làm thành công đức của mình, cho nên cũng nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng thể nghĩ bàn, chỉ cậy sức mình rồi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng công đức chẳng xét nghĩ bàn của chư Phật kia và công đức của ta chẳng xét nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm của mình vậy. Chữ Asubhe là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu, có khi lấy nghĩa về nhân hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện, vân vân, thì nói một quả mà trong vẫn đủ bốn phần lợi ích đất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiểu rõ ra một công đức, nhiều lắm nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quãng hư không đi về phương đông chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đấy nhiều lắm cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm cũng chẳng thể kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số các sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, quên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật, thế mà chúng sinh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, nẻ ra uốn lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỷ kiếp, cho nên khi sanh ra, lưỡi mỏng và rộng dài lẻ ra che kín cả mặt. Này, Ngài đã triệt để chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp đại thiền thế giới là đều nêu rõ chính lý pháp thân thực xứng hợp với chân thân là một sự thực có vậy. 6. Trong 6 đoạn văn nói về 6 phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này ra, gọi là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sợ hộ niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Kiêu Ma La Thập thuận theo người ở đây ưa nói phán tắt mà dịch tên kinh này là kinh A Di Đà, thật là khéo dịch hợp với hạnh tu chỉ danh kinh niệm Phật A Di Đà. Ngài Pháp Sư Chuẩn Huyền Trang lại dịch là kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau nhưng chính nghĩa vẫn không có thêm bớt. Hai phương Nam, kinh văn Hán Xá Lợi Phất. Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, danh văn Quang Phật, đại diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hàng hà sao số chư Phật, các ư kỷ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, như đẳng chúng sinh, đương tín, tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Việt, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh, người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. 3. Phương Tây, kinh văn Hán Xá Lợi Phất. Tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỷ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, như đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Việt, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. 4. Phương Bắc, kinh văn Hán Xá Lợi Phất. Ba phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hàng hà sa số chư Phật, các ư kỷ quốc, xuất quảng trường thể tướng, biển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, như đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Việt, Xá Lợi Phất ơi, thế giới phương Bắc cũng có chư Phật, Phật A Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài trong khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng
Chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xét nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Năm Hạ Phương Kinh Văn Hán: Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới hữu sư tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số chư Phật, Các Bư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thể Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Như Đẳng Chúng Sinh Tương Tín Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Việt: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Hạ Phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: Chúng sinh, người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong 6 phương, Phật nói về 4 phương Đông Tây Nam Bắc thì ta còn có thể hiểu được. Đây là nói về Hạ Phương, và đoạn sau nói về Thượng Phương thì người không học Phật rất khó tin, khó hiểu. Thế nào là Hạ Phương? Là cái phương ở bên dưới quả đất của ta đây, nghĩa là ở dưới cái vòng phong luân thủy luân kim luân của quả đất này, lại có các tầng trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân, và xuống mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hàng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây lại có vô số các ông trời ở đấy, bên dưới quả đất lại có các ông trời ở thật, là một sự lạ. Chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay chưa có đạo nào, kinh sách nào nói thế. Ý tưởng người không có Phật học tin làm sao được, thật là một sự rất khó tin trong muôn vàn sự khó tin. 6. Thượng Phương Kinh Văn Hán: Xá Lợi Phất, Thượng Phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Tà Là Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỷ Quốc, Xuất Quảng Trường Thể Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Như Đẳng Chúng Sinh Đương Tín Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Việt: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Thượng Phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: Chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Thế nào là Thượng Phương? Là cái phương ở trên quả đất của ta ở đây đã có các cõi trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân, thế mà ở trên các tầng trời ấy lại có vô số quả đất khác cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới vân vân, lên mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hàng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở trên chỗ các ông trời ở lại có vô số trái đất và người ở, thế có lạ không? Người không có Phật học tin làm sao, hiểu làm sao được? Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối, chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm Bồ Đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây Phương? Xin thưa, ngài hỏi thế chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì. Thật khéo trả lời, giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Xúc Bệ, thì ngài lại nghi mà hỏi cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Đông Phương, câu hỏi của ngài thành ra luẩn quẩn đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây đủ biết câu hỏi này cũng là câu luẩn quẩn đùa chơi. Xin thưa, vì có 3 nghĩa. 1. Khiến người mới vào đạo nhận được tâm Bồ Đề của mình. 2. Vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. 3. Vì Phật A-di-đà với chúng sinh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sinh và chúng sinh chịu giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó có dễ, có thiện có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức, vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy, và phải có nhiều lối mở dạy cho người ta, tức là nêu cái tâm Bồ Đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ 4 lợi ích bố thí cho người ta. 1. Khiến cho người ta vui mừng, tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. 2. Khiến cho người ta phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện.
3. Khiến cho ma chướng không thể cản được người ta nữa, tức là lợi ích phá ác. 4. Khiến cho người ta mở rộng được thể tánh bồ đề của người ta, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiện hiện ra hình tích, lưu lại cho đời. Cốt đề cố kết lấy cái mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian. Hết thảy đều thần diệu, chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tình ác. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thượng tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải trầu cả về các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được, duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sinh tức là hết thảy chúng sinh, một hương một hoa, một thanh một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thụ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp cả mười phương suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả tâm một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sinh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì còn pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, hoa tạng mới là thượng giáo, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sinh, mang cái thức tính biến kế chấp là cái ý tưởng mơ hồ. Bởi vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể mà không có tự tính riêng biệt. Câu này phá tan được cái tâm nghi hoặc từ hơn 1.000 năm nay. Dưới đây Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên bộ kinh này. Kinh văn: Hán Xá Lợi Phất, Ư Nhữ Ý Vân Hà, Hà Cố Danh Vi Nhất Thiết Chư Phật Chi Sở Hội Niệm. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hội niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệng tam bồ đề, thị cố Xá Lợi Phất, như đẳng giai đương tín thụ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Việt: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào, sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hội niệm? Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy cả những danh hiệu chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng hề lưu truyền. Vì thế cho nên ông Xá Lợi Phất cùng các ông đây đều nên tin chịu lời ta và lời chư Phật đã nói. Bộ kinh này trên nói về tâm yếu vô thượng, tức là nói cái tâm trọng yếu hơn hết. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều hiểu rõ muôn ngàn công đức, đầy đủ rốt ráo trên hết. Cho nên người nào được nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật ở kinh này đều được chư Phật hộ niệm. Lại người nghe kinh và thụ trì kinh, tức là người chấp chỉ danh hiệu, người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu của Phật A-di-đà bao giờ cũng được chư Phật hộ niệm. Hoặc có người hỏi, chỉ nghe danh hiệu chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Thưa, cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc thì như Kinh Trường Sát có nói, kẻ nào mang cái tâm tạp loạn như bẩn thì tuy có niệm danh hiệu của ta mà vẫn chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta, vì tâm người ấy chưa quyết định tin và hiểu, thì chỉ được quả báo phước thiện ở thế gian thôi, chẳng được lợi ích mầu nhiệm sâu xa rộng lớn. Nếu người niệm Phật đã được đến chỗ nhất hạnh tam muội thì mới hy thành được cái tâm có đức hạnh mầu nhiệm rộng lớn, và được gọi là đã lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn. Có thế mới thật là người đã được nghe danh hiệu chư Phật ở khắp mười phương. Vậy thời chữ nghe ở đoạn kinh này cũng phải có nghĩa sâu xa như ở trong kinh Chiêm Sát, cho nên cần phải nghe rồi, phải niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thế mới đáng là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật, được Phật hộ niệm. Thế là nghe ở đây thuộc về nghĩa cuộc. Còn nghĩa chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi chư Phật chẳng khá nghĩ bàn, công đức danh hiệu của chư Phật chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên người nào một khi được nghe một danh hiệu Phật rồi, thì bất luận người ấy là người hữu tâm hay vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành ra cái mầm duyên tốt rồi. Huống chi Phật độ chúng sinh là bình đẳng, coi kẻ oán kẻ thân như nhau không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tức là được Phật hộ niệm, còn nghi gì nữa.
Nhưng cứ theo như Bộ Kim Cương Tam Luận nói, thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi mới được Phật hộ niệm, tức là được ở vào ngôi địa Bồ Tát về biệt giáo, hay là ngôi trụ Bồ Tát về viên giáo. Bởi vì người nào cứ đúng sức mình tu, tự lực mà tu, tức là phải tu vào bậc đồng sinh tính rồi mới được Phật hộ niệm. Còn như tu niệm Phật là lối tu nhờ vào sức người tha lực thì mau, cho nên để ngồi tương tự vô sinh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm rồi. Và cả đến những người còn ở dưới ngôi tương tự ấy cũng đều có cái nghĩa được Phật hộ niệm về phần thông, và xuống đến dưới nữa là hạng người. Chỉ một khi được nghe danh hiệu Phật thôi, nhất văn Phật danh, đối với đồng thể pháp tính của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về đời sau này, chẳng bao giờ lui mất. Chữ Hà Nậu Đà La, nguyên âm Ấn Độ, đọc là Anuttara, dịch ra chữ Hán là vô thượng, nghĩa là trên hết. Chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyên âm Ấn Độ, đọc là Samyak Sambodhi, dịch ra chữ Hán là chính đẳng chánh giác, nghĩa là giác ngộ bình đẳng chân chính hoàn toàn. Vậy Anuttara Samyak Sambodhi là cái quả chính giác ngộ hoàn toàn của bậc đại thừa. Chữ bất thoái ở đây là viên tàng bất thoái, nghĩa là viên mãn đầy đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích. Viên tàng bất thoái là một danh từ khác nhưng cùng một nghĩa với danh từ nhất sinh thành Phật, nghĩa là chỉ còn một lần sinh chót ấy là thành Phật. Bởi thế Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông thân tử, tức Xá Lợi Phất, đều nên tin chịu lời kinh này vậy. Công đức được nghe danh hiệu Phật mầu nhiệm như thế, Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương đều tuyên truyền nói ra như thế, mà ta lại còn không tin ư? Đoạn thứ nhất, khuyến tín lưu thông, đến đây là hết. 2. Khuyến nguyện lưu thông. Kinh văn: Hán, Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A Di Đà Phật quốc giả. Thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư biển quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, thị cố Xá Lợi Phất, trừ thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ương đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Việt: Xá Lợi Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A Di Đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam ơi, các thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho ta biết rằng ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu sinh tịnh độ, thì lời nguyện ấy quyết không là nguyện hư ảo vậy. Thế không có tín thì chẳng thể nào phát nguyện được, mà đã không có nguyện, không có tín thì cũng chẳng thể nào được sinh. Cho nên Phật Thích Ca nói nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Lại còn nguyện ấy là khoán ước của tín và là then chốt của hạnh, thì nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến ba lần khuyên phát nguyện. Lại còn câu cuối đoạn kinh này là nguyện sinh bỉ quốc độ, nguyện sinh sang nước kia. Câu này tức là hai pháp môn hân và yểm. Hân là hân hoan vui thích, yểm là yểm ly chán bỏ. À, pháp môn yểm là yểm ly ta bà, chán bỏ cõi ta bà vì tệ ác lắm. Phép này cùng với phép tu, y vào khổ đế và tập đế mà phát ra hai hoàng nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cùng ứng hợp với nhau. B. Pháp môn hân là hân cầu cực lạc, vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Phép này cùng với phép tu, y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra hai hoàng nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vì có Phật nguyện rộng lớn như thế, cho nên Phật mới bảo thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo Bồ Đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông tịnh độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hoặc có người hỏi như ai này phát nguyện thì chỉ nói là rồi mai sẽ được sinh mới phải, cứ sao lại nói ai này phát nguyện thì nay được sinh là nghĩa làm sao? Thưa, câu này cũng có hai nghĩa. Một
Chữ này ở trong câu này là rút vào một thời kỳ mà nó là nay. Như người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến giờ phút lâm chung sắp chết quyết định được sinh tịnh độ, phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sinh, chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. Chữ nay ở trong câu này là rút vào một niệm, một giây phút, một sát na mà nói là nay. Nghĩa là mỗi một niệm mà tâm mình ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng ứng hợp như thế, thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói nay phát nguyện thì nay được sinh. Nhân mầu nhiệm và quả mầu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau là một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp ta bà rồi mới được sinh vào ao thất bảo? Không, chỉ ngay giờ phút này ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật thì bóng đài sen vàng tươi sáng rùa của ta đã hiện ra ngay rồi. Ta không phải là người trong cõi ta bà nữa. Câu này là một sự thực, có đúng với chân lý chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thực là một phép tu cực phiền cực đốn, nan nghị, nan tư, rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tín, thâm hiểu được. Ba, khuyến hạnh lưu thông. Trong đoạn khuyến hạnh lưu thông, trước là lời chư Phật khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, sau là lời Đức Giáo Chủ kết lại mà than thở. Kinh văn, Hán, xá lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức. Bị chư Phật đẳng diệt, xưng tán ngã, bất khả tư nghị công đức, như tác thị ngôn. Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vì thậm nan hy hữu chi sự, năng ư tà bà quốc độ ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, trung đắc an lậu đa la tam biểu tam bồ đề, vị chư chúng sinh, thuyết thị nhất thiết thế gian, nan tín chi pháp. Viện, xá lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn mà nói câu này. Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó hiếm có, ở ngay giữa cõi ta bà kham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược: một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn chúng sinh trược, năm là mạng trược. Thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, lại vì chúng sinh nói ra phép ấy là phép hết thảy thế gian khó tin. Câu kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ chỉ danh, cho nên thuộc về quyến hạnh lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa mà có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi đời trực thế này thì khó lắm. Vì chúng sinh ở trực thế nói pháp tiện hiểu dần dần còn dễ, chứ nói pháp đốn hiểu ngay thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trực thế nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói cái pháp đốn vượt tắt ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trực thế nói cái pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắt ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này chẳng cần cố khó nhọc gì, chỉ có chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi mà được nên ngay ngôi Bồ Tát bất thối, thì thực là một phép phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng, mầu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Ngũ trược ác thế, đời có năm vận đục độc ác. Một, kiếp trược là thời đại tụ hợp toàn những pháp vận đục cả. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt tắt ra ngoài vòng kiếp trược, thì không tài nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng kiếp trược ấy. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao vây, phải phá vòng vây mà ra. Hai, kiến trược là thời đại có năm tà kiến. Nó sai khiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm, ngũ lợi sử tà kiến tăng thịnh. Năm tà kiến ấy là: một, thân kiến là si mê lầm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thực có. Hai, biên kiến là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thực có, tất phải thiên về một bên nào, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết là hết chuyện, là đoạn diệt, là vô, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất, không thay đổi,
thân ta là thường trụ, là hữu. 3. Kiến thủ kiến là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi hẹp hòi của các tà thuyết tà đạo cho là mầu nhiệm hay hơn hết. 4. Giới thủ kiến là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời, vân vân, cho thế là chân chính giữ được giới và đắc đạo. 5. Tà kiến là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân có quả chi hết, cũng không có thiện báo ác báo chi cả. Chúng sinh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tăm mù quáng, đắm chìm vần đục, cho nên gọi là đời kiến trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này, là một hạnh tu chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sinh ở trong vòng kiến trược ấy. Phép tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. 3. Phiền não trược là thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm và thịnh hành lắm. Ngũ hữu độ sở phiền hoặc tăng tịnh, tăng thịnh. Năm phiền não ấy là A. Tham lam, yêu thích ham muốn. B. Sân hận, giận dữ thù hằn. C. Si mê, ngu dốt mê muội. D. Mạn, kiêu ngạo khinh người trịch thượng. E. Nghi ngờ, không có tín tâm chân thật. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não, rung động, rối loạn, vẩn đục cái tâm tính yên tĩnh trong sạch sáng suốt của con người, cho nên gọi là đời phiền não trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng phiền não trược ấy. Phép tu này là bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai cả. 4. Chúng sinh trược là cái thân thể và cái thế giới của ta ở đây do năm kiến trược và năm phiền não trược cảm ứng mà hiện ra năm phần, ngũ ấm hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ tệ ác, nó giả tạm mà gọi là thân thể chúng sinh. Thần ngũ ấm có một phần sắc, tức là cái thân có năm căn và cái thế giới có sáu trần, và bốn phần tâm, tức là thụ tưởng, hành thức. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều hổ lậu, đê liệt, vẩn đục, cho nên gọi là chúng sinh trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét ta bà, thì lấy gì mà độ thoát được những người ở trong vòng chúng sinh trược ấy. Phép tu này là một phép tu rõ ràng, lấy thiện bỏ ác. Năm mạng trược là phần nhân phần quả đều kém cỏi, mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là đời mạng trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng cần phí nhiều thời giờ, ngày tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh ở trong vòng mạng trược ấy. Phép tu này vừa mới sức lượng của từng người, vừa với sức lượng của từng người, ai tu cũng được thỏa mãn. Lại còn nữa, là chỉ cứ một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được kiếp trược thành ra thanh tịnh hải hội. Một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi, chuyển ngay được kiến trược thành vô lượng quang, trí quang sáng suốt vô lượng, chuyển ngay được phiền não trược thành thường tịch quang, tâm thường trụ vắng lặng sáng suốt, chuyển ngay được chúng sinh trược thành ra thân liên hoa hóa sinh, thân ở trong hoa sen hóa sinh ra, chuyển ngay được mạng trược thành ra vô lượng thọ, mạng sống lâu vô lượng. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một phép tu tâm an nậu đà la tam hiệu tam bồ đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ngay giữa đời ngũ trược hát thế này. Nghĩa lý câu này thực hiếm có, đó là bí quyết của tông tịnh độ từ nghìn xưa, nhất đán mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Này Ngài đem toàn thể quả Phật ấy, Ngài trao cho các chúng sinh ở đời ngũ trược hát thế này, theo đấy mà tu, đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca, cùng với chư Phật các mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật, còn chín giới khác, là Bồ Tát Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên Nhân, Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì tự lực mình chẳng thể nào mà tự hiểu tự tin được. Trong đoạn này chữ chư chúng sinh là chỉ riêng cho hạng chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế, chữ như thiết thế gian là chỉ xuất các khí thế gian trong bốn cõi và các tình thế gian trong chín pháp giới. Khí thế gian là trái đất, tình thế gian là những thân chúng sinh ở trên trái đất. Trong đoạn văn khuyến hạnh lưu thông, lời chư Phật ở khắp mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca đến đây là hết. Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca tự kết lại mà than thở với tôn giả Xá Lợi Phất và giao phó cho tôn giả. Kinh văn: Xá Lợi Phất, đừng trì ngã ư ngũ trược ác thế, hãy thử nan sự. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thập nan. V
Phiện, Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng, ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, ta đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Chỉ có một hạnh tu tín nguyện chỉ danh chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa mà truyền được cả năm trược ác, đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được. Giả sử không có đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có ngài dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sinh ta nhờ đâu, nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta, hiện đang ở trong kiếp trước quyết định là bị cái thời đại vận đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não áp bức ta. B. Hiện đang ở trong kiến trược quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. C. Hiện đang ở trong phiền não trược quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và cái nghiệp độc ác nó kích thích. D. Hiện đang ở trong chúng sinh trược quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân hèn kém yếu ớt này mà chẳng thể nào bay lên cao được. E. Hiện đang ở trong mạng trược quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên nói, nếu không có phép niệm Phật này thì quyết không độ thoát được ra ngoài năm vòng trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu tín nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết cái tôn chỉ thậm nan này từ xưa đến nay, chưa ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta, ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi, mà vẫn cứ nô đùa bàn cái xuông chơi với nhau hoài, chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tả ngụy đi, và mới biết quý báu phép tu nhất hạnh này, tức là phép niệm Phật chánh định, nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội, bảo cho người biết quý báu phép tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế mà Đức Phật bổn sư phải hết lời nói đi nói lại, khó lắm khó lắm. Đó là thâm tâm ngài muốn phó chúc bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyến đến đây là hết. Kết khuyến kinh văn. Hán: Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá Lợi Phất gặp chư tỷ khưu, nhất thiết thế gian, thiên nhân Atula đẳng, văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thụ, tác lễ nhi khứ. Việt: Phật nói kinh này khi đã xong rồi, ngài Xá Lợi Phất và các tỷ khưu, hết thảy thế gian, cõi trời, cõi người, cõi Atula và các cõi khác, nghe lời Phật nói vui mừng tin chịu, làm lễ rồi đi. Pháp môn niệm Phật này thực chẳng khá nghĩ bàn, rất khó tin, khó hiểu trong đệ tử Phật. Không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sinh thành Phật đã chín muồi, mặc dầu không ai hỏi mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sinh được bốn lợi ích. Đây là thích nghĩa tám chữ hoan hỷ tín thụ tác lễ nhi khứ. Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ thấm nhuần, nảy nở lớn lên, thế gọi là hoan hỷ vui mừng. Đó là phần lợi ích do pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa thì gọi là tín, tin lãnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm chẳng giờ phút nào quên, thế gọi là thụ chịu. Đó là hai phần lợi ích: vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác, đem thần mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi, thế gọi là tác lễ, làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng có đủ cả bốn lợi ích. Được một lợi ích tức là được cả bốn lợi ích. Đấy chỉ là muốn cho dễ hiểu mà tạm phân biệt ra làm bốn đấy thôi. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi, cứ một chiều tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi để báo đền ơn Phật, thế gọi là nhi khứ rồi đi. Đi mãi suốt đời vị lai giáo hóa cho mọi người được bốn phần lợi ích ấy, nó vô cùng tận. Kinh Phật có nói, đến đời mạt pháp, ước vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo, chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi, thổ lộ hết tâm can. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp bất khả tư nghị, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa?
Lúc tôi đây khi mới xuất gia tự phụ là một nhà thiền tông khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu chỉ niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người trung căn và hạ căn hiện thần thuyết pháp. Về sau, nhân vì tôi đau nặng mới chịu phát tâm cầu sinh về Tây Phương, rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tông và Viên Trung, cả bộ Di Đà Sứ Sa của Ngài Vân Thê và nhiều sách khác nữa. Tôi mới biết chép niệm Phật Tam Muội thực là Tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thực là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chấp trì danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kiểm lại được. Ông khứ bệnh bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm, ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này được thật rõ rệt, mà lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm sao yếu giải, và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được, lại nói bất đắc dĩ. Tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi, đến mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả có 9 ngày. Hoàn thành bộ A Di Đà kinh yếu giải, tôi cầu nguyện mỗi một câu một chữ trong bộ sách này sẽ là một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Quả nhiên mỗi chữ là một món ăn thực sự, và mỗi một người được thấy hay một người được nghe sẽ đều được lên ngôi bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo, người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật chư Bồ Tát nhiếp thọ chứng minh cho, và các bạn đồng học tùy hỷ gia hộ cho. Phật Thuyết A Di Đà kinh yếu giải đến đây là hết. Tây Hữu Đạo Nhân, Ngẫu Ích Trí Húc gác bút viết lời bạc này năm 49 tuổi.